lãnh đạo của hội thỏ được nhân sự được gỡ và hội bàn được nhân sự trong thì ở đây nó có thiết kế này là số 8 và số 3 nữa, thì nhân 8 tháng 3 tổ thì dùng hội thỏ xin chúc quý cô luôn thành công được gỡ và anh đó. Màu vàng là tượng trưng cho nam giới, màu tím là tượng trưng cho phụ nữ. Ngày xưa thì phụ nữ không được thần quan trọng cho lắm, họ thường ở vị trí thấp, họ chỉ có thể là chỗ dựa cho chồng và cho con. Nhưng ngày nay mọi thứ thì đã khác rồi, được sự đầu tư của xã hội nhất là trong gia đình, cho nên là có rất là nhiều người phụ nữ bằng tài sắc của mình đã vươn lên những cái vị trí hết sức là cao trong xã hội. Và nhân ngày 8 tháng 3 thì tổ tinh công nghệ xin phép chúc cho toàn thể phụ nữ, nhất là các cô của trường trung học công Đồng Tố dịp dạng sự rất là và mọi người chú ý chúng mình. Mùa xuân cũng là cái đại diện của phương nam đầu và mai, và chủ đề của tổ sự kiện thực chân là mai. À, đóng tiền. Đóng tiền quyên góp đó. Đóng tiền quyên góp là con đồng tiền đó. Có thể là đại diện ở gia đình, người phụ nữ đại gia nội trợ. Năm, còn 2 nội chung nữa. Nhưng mà trong công việc, ví dụ như áp dụng của mình là công việc cho nhà trường, thì ngoài việc đại gia nội trợ để giúp cho các con của mình trưởng thành cũng như là hậu phương vững chắc cho gia đình, thì ở cơ quan người phụ nữ chấp cánh trong những ước mơ, đó là những con hướng dương hướng về hướng mặt trời để có một cái tương lai tươi sáng. Thì chủ đề là mai. Mai cũng là cái tên hot nhất của mạng xã hội trong thời gian vừa qua, cũng đồng thời tổ sự kiện công dân hy vọng rằng với cái nền tảng là gia đình, sự chấp cánh của các chị, các mẹ, các em cũng như trong cơ quan, thì trong tương lai, trong quá khứ thì các giới nữ đã làm được những điều ví dụ là các chị trong kháng chiến cũng cầm súng lên đánh giặc trong thời bình, thì các chị ngoài việc là hậu phương vững chắc, các chị còn làm động lực để cho các anh hướng lên. Còn hy vọng rằng trong tương lai cũng như là một ngày mai xã hội tốt đẹp hơn thì phần lớn cũng là nhờ các chị. Thì nói chung là chúng tôi bắt đầu tin tưởng rằng một ngày mai dưới sự sức mạnh của các chị thì xã hội sẽ thành phát triển. Cảm ơn. Dạ, tiếp theo xin mời tập thể tổ toán lên chụp tấm hình luôn đi. Ý tưởng của cái hoa của phường Lý Cảnh, chủ đề chính là hoa đồng tiền. Bởi vì cứ mỗi lần mà điện thoại em nó tinh tinh là em vui lắm. Và thực ra thì mỗi lần tinh tinh là cả tổ lý đều vui. Nên là chúc các cô, các tổ, các chị em tổ lý, các cô trong bản lương mới chúng ta sẽ không còn gánh nặng lo toan trong cuộc sống nữa. Và đó là ý tưởng của tổ lý ngày hôm nay, sử dụng chủ đạo chủ yếu là hoa đồng tiền. Dạ, xin cảm ơn. Hoa nói chung là một loài hoa rực rỡ và nổi bật, và hiện nay thì hoa như tôi được sử dụng trong các cái tiệc chúc mừng cũng như là những dịp mà rất là quan trọng, và tổ chức chọn những bông hoa hướng dương. Và với một cái đây là những bông hoa hướng dương mà các thành viên tổ chức tự trồng, tự chăm sóc tại khu vườn trường của mình, với những cái sự trải qua mưa nắng và đam mê sắc và trong suốt cái dịp Tết và đến ngày hôm nay, với một cái mong muốn mang ý như sau, đó là sự tôn trọng. Thứ nhất là sẽ thể hiện một sự tôn trọng và ghi nhận biết ơn đến đối với người phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ của thị trường tố đang có cái sự nghiệp đối dụng. Thứ hai đó là thể hiện một cái sự lạc quan và một sự hy vọng. Hoa hướng dương làm hoa chúc mừng ngày 8 tháng 3 tổ sinh muốn thể hiện sự khích lệ và hy vọng của các nữ đồng nghiệp. Chúc tất cả các nữ đồng nghiệp trên khứ đá mừng đá mềm hoàn thành được tất cả các nhiệm vụ của mình, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Hoa hướng dương cũng thể hiện sự quyến rũ. Hoa hướng dương có một vẻ đẹp quyến rũ và nổi bật.
tổ chức muốn thể hiện khi có mặt những đồng hành các đội ngũ đồng nghiệp, muốn thể hiện sự yêu mến và quan tâm đặc biệt đối với các đội đồng nghiệp trên ngày 8 tháng 3. Ngoài ra, đồng hoa huy chương màu vàng thể hiện sự tươi vui và hạnh phúc, hồn nhiên và đặc quan. Thông qua bình hoa, các thành viên tổ chức muốn gửi đến những người phụ nữ, các nữ đồng nghiệp, một nửa không thể thiếu của thế giới, sự tôn trọng, lạc quan, hy vọng, tình cảm yêu quý của cánh đàn ông đến với người phụ nữ. Và thông qua hai hướng dương thể hiện sự quan tâm, yêu mến và thân thiết đối với người phụ nữ trong đời sống cá nhân và công việc. Xin cảm ơn và lần nữa kết thúc quý đồng nghiệp vào ngày 8 3 thật vui tươi, hạnh phúc và luôn luôn xinh đẹp. Xin chào các cô. Đội tán xin phương ai này con sẽ đến tiết trình giáo hoa đại diện giáo hoa là hình ảnh một chú bướm và cũng là ngày 8 tháng 3 có hình ảnh của ngày 8 tháng 3 thì không biết nói gì hơn là đội tán xin gửi lời chúc các cô những nàng bước sinh trong vườn tri thức vung linh cánh mềm, nhiều con những bước trên đền đến bờ hạnh phúc trước thềm ban mai. Xin chúc các cô ngày 8 tháng 3 được vui vẻ, tươi trẻ và đầy hạnh phúc. Và gọi đến quý thầy cô lời chúc là mãi luôn đẹp và luôn tràn đầy năng lượng và có nhiều thành công như luôn đẹp xinh đẹp như là những cái bông hoa tươi thắm này. Nắng hoa của bộ văn với chủ đề là niềm tin yêu, với phong chủ đạo đó chính là hoa hướng dương, mang cái nét đẹp rực rỡ khỏe khoắn tựa như ánh sáng của mặt trời. Điểm tô vào đó là sắc hồng dịu dàng của hoa cẩm chướng cùng với sắc vàng của hoa vàng anh, mang một cái nét đẹp nhẹ nhàng nhưng không kém phần quý hút thú vị. Sắc vàng lung linh ánh nắng của hoa hướng dương cùng với hoa vàng anh cùng với màu hồng khoe thắm của hoa cẩm chướng như biểu tượng cho một niềm tin yêu, một sự hy vọng và niềm tin vững chắc vào một ngày mai tươi sáng. Thầy cô và các người chọn tổ sẽ tiếp tục ghi tên mình vào trong sự nghiệp giáo dục của thành phố, gặt hái được nhiều thành tích và nhiều hơn nữa để ngôi trường mãi là niềm tin yêu của tất cả phụ huynh của chúng ta. Dạ xin hết nha. Vậy thì nhân cái ngày 8 tháng 3 thì mấy chỗ của em cũng có ý tưởng để cắm hoa để. Vậy thì bây giờ mình nhìn bồ hoa này thì có, đây là một trái tim và tượng trưng cho người phụ nữ có trái tim nồng hậu. Và đây là những đốm hoa hồng để tượng trưng cho, tức là những người phụ nữ luôn luôn là nhiệt huyết, nồng hậu, ấm áp. Và đây là năm thành viên của tổ hóa là các cô luôn luôn hướng về ánh sáng, đem ánh sáng, đem cái niềm tin cho các thế hệ học trò của chúng ta và luôn luôn là người dẫn đường, dẫn lối cho các thế hệ, cho các con ở nhà và cho các học sinh khi mỗi khi đến trường. Và đó là những cái ý nghĩa của cái đại hoa ngày hôm nay. Và cũng nha, cái lời này thì em cũng mặn phép xin gửi đến năm cô trong tổ hóa một cái lời chúc. Và lời chúc đó là các bộ bài thơ đây là có tên của năm cô giáo tổ hóa rất xinh đẹp. Em xin đọc ạ. Yến oanh múa lượn trước bình, mơ màng say đắm thắm tình nhưng thơ, ngân bình hạnh phúc vô bờ, thỏa ông trọn mộng như mơ tối về. Xin hát lại. Nhân dịp ngày 8 tháng 3 xin đại diện cho các thầy nam xin chúc các
các cô được sức khỏe thành công của lãnh đạo của xinh đẹp trên pháo hoa mẹ khắp nè. Dạ, kính thưa thầy cô thì đại diện cho các anh chị ạ, đại diện cho tổ văn phòng xin kính chúc nhân ngày nắng và xin kính chúc quý cô và quý anh quý chị ngày nắng ta thật là hạnh phúc vui vẻ sinh ra mà luôn xinh đẹp như có hạt của tổ văn phòng bên em đó. Em xin giải thích ý nghĩa của pháo hoa và tổ văn phòng như vậy. Hai cái trong tổ văn phòng cắm đó là thầy cô thấy đó là trong đám hoa này có hai màu hoa thì đang là hoa hồng và hoa hướng dương. Ở đây hoa hồng thì đó là thể hiện sự yêu thương và cái khẳng định rằng là những quý phái mạnh chúng tôi luôn luôn yêu thương dành một tình cảm rất đặc biệt cho các sự hy sinh thầm lặng của quý cô trong cuộc sống. Và hoa hướng dương đây thì rất nhiều thầy cô các tổ đã giải thích ý nghĩa rồi, nhưng mà theo cái suy nghĩ của em thì em xin kính chúc có bao nhiêu là xin kính chúc quý cô trong năm 2024 này luôn luôn có một cái điều dương, thứ nhất là dương về hạnh phúc giống nhóm cộng ở trong môn toán, đó là dương về hạnh phúc, dương về kinh tế là luôn luôn tiền luôn đi lên và để dương thêm một ngôi nhà nữa cũng được đấy. Và có một điều nữa là trong năm nay là năm giáp thì có nhiều thầy cô mong muốn là chúng ta có thêm một thành viên gia đình nữa thì có thể không sẽ có thêm dương được và một người nữa. Và cũng kính chúc thầy cô là cô hiện tại là tối cô là hiện tại đã mong muốn kiếm thêm một bờ vai để thực sự thì sẽ có dương thêm một thành viên trong gia đình mình nữa, được không ạ? Được. Và xin hết ạ.